Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Trong phần 1 là tin tức cập nhật về Đại hội Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa năm 2020. Trong phần 2 là bài phân tích về sự chọn lựa người đứng chung liên danh với ứng cử viên Tổng thống Joe Biden. Để mở đầu, Bế Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 bài phân tích về chính trị Hoa Kỳ với Võ Thành Nhân và Đỗ Quang Tỏa. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc ông Đỗ Quang Tỏa để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ năm 2020. Cuộc tiếp xúc của chúng tôi cũng để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề an ninh khi mà chúng ta có một cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra và vấn đề chọn lựa một cái người ứng cử viên để gọi là ứng cử viên của phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, những cái tiêu chuẩn nó sẽ như thế nào. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin được kính chào anh Đỗ Quang Tỏa. Dạ thưa, kính chào anh Võ Thành Nhân và kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài. Chúng tôi xin trình bày là một số những cái tin tức cập nhật về vấn đề bầu cử. Điểm thứ nhất là Đại hội Đảng Dân Chủ toàn quốc dự trù vào tháng 7 năm nay đã được dời đến tháng 8 và cũng được sẽ xảy ra tại Milwaukee, Wisconsin vào ngày 17 tới ngày 20 tháng 8 tại Milwaukee, Wisconsin. Đó là Đại hội Đảng Dân Chủ. Đại hội của Đảng Cộng Hòa thì cũng sẽ được làm vào tháng 8 từ ngày 24 đến ngày 27 và tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Do đó là hai cái cuộc lần đầu tiên mà hai cái đại hội đảng được tổ chức chung một tháng. Thường thường đó là cái đảng nào mà đứng cầm quyền đó thì là phải tổ chức sau, nhưng mà Đảng Dân Chủ họ đã dời lại. Và trong cái chương trình của cái đại hội này, cái điểm quan trọng nhất là họ sẽ chính thức đề cử hai ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng mình. Do đó mọi chi tiết chính thức cũng sẽ được xảy ra tại đại hội này. Và tại đại hội này đó, tại vì tổng thống Trump thì chúng ta thấy là đã có ứng cử viên phó tổng thống, đó là phó tổng thống Pence, kỳ này cũng sẽ lại đứng chung liên danh với tổng thống Trump, và tổng thống Trump cũng đã nhắc lại cái lời cam kết là sẽ có ông Pence cách đây hơn một năm. Và ngoài ra đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng có nghe một nguồn tin là tổng thống Trump có thể mời bà Nikki Haley, tức là người đã được ông đã đề cử vào chức vụ đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này chúng tôi thấy là cái nguồn tin đó không có được kiểm chứng, và chính bà Nikki Haley cũng đã nói là bà sẽ không đứng trong bất cứ một cái liên danh nào, mặc dù là bà nhắc lại là năm 2012 bà cũng đã được ông ứng cử viên Romney ngỏ lời mời bà đứng phó. Đó là cái chi tiết về cái vấn đề phó tổng thống. Và cái phần thứ ba nữa đó, quan trọng nữa đó, là về cái tin tức cập nhật đó là vấn đề an toàn cho cuộc bầu cử năm nay. Tại vì đó là những nguồn tin của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cho thấy là ngoài Liên Xô ra đã cố tình muốn xâm nhập vào cái cuộc ảnh hưởng cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, năm nay chúng ta lại có thêm một cái tay chơi mới nữa, tức là Trung Cộng. Và họ đã nhận thấy là Trung Cộng đã bắt đầu gia tăng các cái công cuộc mà xen lấn vô nội bộ Hoa Kỳ, nhất là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đó là những tin tức cập nhật. Dạ thưa anh Nhân. Và kính thưa anh Tỏa, khi mà chúng ta nói chúng ta có một người ứng cử viên của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ, thì cái tiêu chuẩn để mà cái người ứng cử viên đó chọn lựa cho mình cái người ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ thì sẽ như thế nào? Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, tại vì đó, khi mà một ứng cử viên tổng thống đó, thì một trong những cái quyết định đầu tiên của người ứng cử viên này là lựa chọn một người đứng phó cho mình. Người đứng phó cho mình đó là rất là quan trọng. Thứ nhất là họ có thể giúp ứng cử viên này lấy thêm phiếu hay không. Thứ gì đó là họ có thể giúp ứng cử viên tổng thống kiếm thêm tiền được nữa hay không. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó là họ có sẵn sàng đồng ý với tất cả cái lập trường của cái người đứng đầu liên danh hay không. Dựa trên ba cái yếu tố này đó thì chúng tôi, ông Joe Biden đã thiết lập một cái ủy ban để đi lựa chọn và tìm kiếm người đứng phó cho ông. Ủy ban này thì trong đó có gồm có một cụ thượng nghị sĩ tiểu bang Connecticut và ông thị trưởng của thành phố Los Angeles và thêm vài người nữa.
thì cái ủy ban này đừng cố tình tìm kiếm và liên lạc thăm dò, mặc dù họ giữ rất là kín đáo. Do đó chúng tôi qua cái sự nghiên cứu của chúng tôi và phân tích cũng như là tìm hiểu và phỏng vấn một số nhân vật trong chính quyền và ngoài chính quyền, thì chúng tôi, giả thưa anh Nhân, chúng tôi có làm nên một cái danh sách 10 người, liệt kê qua danh sách của 10 người này. Và cái danh sách này nó không theo một cái thứ tự nhất định nào, chứ không phải là người đứng đầu đó là người có nhiều khả năng nhất. Do đó đây, cái danh sách này chúng tôi để nó lộn xộn để cho thấy là không có người nào là đến giờ phút này là trội hơn những người khác. Người đầu tiên đó đã được nhắc tới là bà Stacey Abrams. Bà này đã được biết đến rất nhiều khi mà bà đã ra tranh cử chức vụ thống đốc tiểu bang Georgia. Bà đã là dân biểu tiểu bang nhiều nhiệm kỳ và bà đã ứng cử, mà bà có thể gần cái số phiếu đã gần sát nút với lại một ứng cử viên bên Cộng hòa. Do đó bà được biết tới rất nhiều. Đặc biệt nữa là bà này là được cái nhóm dân biểu gốc da đen tại Quốc hội ủng hộ rất là nhiều, nhất là ông dân biểu Clyburn, người mà đã có thể nói là đã hồi sinh được cái campaign của ông Joe Biden ở South Carolina. Đó là bà thứ nhất. Người thứ nhì đó là bà Elizabeth Warren. Bà Elizabeth Warren, tôi xin nhắc nữa là bà Stacey Abrams năm nay là 46 tuổi. Bà Elizabeth Warren là thượng nghị sĩ và cũng là ứng cử viên tổng thống. Và chúng ta đã thấy bà ấy đã ra rất nhiều lần, rất tranh luận rất là hăng say ở trên diễn đàn. Bà Warren năm nay là 70 tuổi và đã đắc cử vào chức vụ thượng nghị sĩ tại tiểu bang Massachusetts vào năm 2012. Và người thứ ba là bà Kamala Harris. Bà Kamala Harris đó là người thượng nghị sĩ của tiểu bang California, năm nay 55 tuổi. Bà đã từng làm công tố viên cho thành phố San Francisco và cũng đã đắc cử vào chức vụ bộ trưởng bộ tư pháp tiểu bang California. Bà này cũng đã là ứng cử viên tổng thống và chúng ta đã thấy bà xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc tranh luận trên đài. Đặc biệt đó, bà, người mẹ của bà Kamala Harris đó, là một người đàn bà từ India, do đó bà mới có cái tên Kamala. Và thứ tư nữa đó, là bà Amy Klobuchar. Bà Amy này năm nay 59 tuổi và bà cũng đã đắc cử vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota từ năm 2006. Bà cũng là một ứng cử viên tổng thống và chúng ta đã thấy bà đã xuất hiện rất nhiều, nhất là lần cuối cùng đó, tranh luận lần cuối cùng, bà đã chứng tỏ cái khả năng rất là điềm đạm của bà qua cái cuộc debate đó. Người thứ năm đó là bà Gretchen Whitmer. Bà Gretchen Whitmer đó năm nay 48 tuổi, hiện thời đứng là thống đốc tiểu bang Michigan. Bà này đó mấy hôm nay đã được nhắc tới rất nhiều tại vì bà hay ra, bà bất đồng ý kiến với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thì kêu nên mở cửa. Bà Whitmer đó thì nói là bà ấy nghe lời các scientist và các bác sĩ. Thì chỉ khi mở cửa khi nào mà bà thấy là có thể an toàn cho dân chúng. Do đó mấy hôm nay chúng ta thấy tên của bà ấy cũng nổi lên rất nhiều trên các đài TV và các của CNN hoặc là NBC và ABC. Và người thứ sáu đó trong cái danh sách này đó là bà tên là Michelle Lujan Grisham. Bà này năm nay 60 tuổi, hiện thời đứng là thống đốc của tiểu bang New Mexico. Đây là một người đàn bà đầu tiên gốc người châu Mỹ Latin được bầu và làm thống đốc một tiểu bang. Và bà cũng đã từ năm 13 cho đến năm 18, bà cũng đã đắc cử vào là dân biểu tiểu bang của dân biểu liên bang của tiểu bang New Mexico. Đó là bà người thứ sáu. Và người thứ bảy đó là bà Catherine Cortez Masto. Bà này đó là năm 2016 bà đã đắc cử vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Nevada. Là bà là người thay thế ông Harry Reid mà chúng ta nhớ là đã từng là chủ tịch của khối đa số và cũng bất chủ tịch của khối thiểu số tại thượng viện Hoa Kỳ. Bà này bà đã đắc cử vào chức vụ bộ trưởng bộ tư pháp trước khi mà bà đắc cử vào chức vụ
thượng nghị sĩ tiểu bang, và bà này năm nay là 56 tuổi. Người thứ 8 đó là bà Michelle Obama, năm nay 56 tuổi. Và chúng ta đều biết Michelle Obama là First Lady, vợ của Tổng thống Obama. Hiện thời và năm cách đây 2 năm bà có viết một quyển sách và bán rất là chạy, nói về cái cuộc đời của bà, một cái và bán một trong những quyển sách mà đã được bán chạy nhất từ trước đến giờ. Đó là bà Michelle Obama. Và người thứ 9 đó là bà Tammy Duckworth. Bà Tammy Duckworth này là hiện thời đó là thượng nghị sĩ đắc cử vào năm 2016 của tiểu bang Illinois. Bà Duckworth này là hiện thời đó là bà vẫn còn trong quân ngũ đó, bà có cấp bậc là trung tá, và bà là một phi công lái cái trực thăng, và khi mà bà ấy tham chiến tại Iraq, bà đã bị thương và đã bị cưa hai chân và ngồi xe lăn, và bà sau khi trở về bà được Tổng thống Obama bổ nhiệm vào chức vụ phó bộ trưởng bộ cựu chiến binh, và sau đó bà đã ra tranh cử chức dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, và sau đó bà đã tranh cử và đắc cử vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois. Bà ấy, người chồng của bà cũng là một sĩ quan, là một thiếu tá trong quân đội Hoa Kỳ. Bà này đó có mẹ là người Thái Lan, và bà cũng đã sanh ở Bangkok, Thái Lan, và đó là bà Tammy Duckworth. Và bà người thứ 10 đó là bà Susan Rice, năm nay là 55 tuổi. Bà Susan Rice đó là trong 4 năm cuối cùng của ông Obama, bà đã giữ chức vụ cố vấn về an ninh cho Tổng thống Obama. Và trước đó dưới thời Clinton, bà cũng làm trong Hội đồng An ninh Quốc gia, và khi bà cũng đã được bổ nhiệm trước khi vào chức vụ này đó, bà cũng đã làm ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời của bà Bộ trưởng Ngoại giao là Hillary Clinton. Và Susan Rice sở dĩ mà có cái tên được ở đây đó là tại vì đó sau cái vụ COVID-19 đó, thì nhiều người nói là cái người nào mà đứng phó cho ông Biden đó phải có rất là nhiều kinh nghiệm để đối phó với những cái dịch bệnh như vậy. Do đó cái tên bà Susan Rice đã được nhiều người đề nghị, tại vì bà ấy trải qua rất là nhiều, từ thời Clinton cho tới thời Obama, bà cũng đã trực tiếp làm việc chống lại các nạn dịch cũng như là các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Đó là danh sách 10 người mà chúng tôi nghĩ là có thể là ông Joe Biden sẽ chọn một trong 10 người này để đứng làm ứng cử viên phó tổng thống cho mình. Và thưa anh Nhân, xin được cảm ơn anh Đỗ Văn Tỏ, và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình ngày hôm nay đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần 2. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi bài phân tích về các yếu tố của người sẽ được chọn để đứng chung liên danh với ứng cử viên Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị, và để tiếp tục trong phần 2 ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc với ông Đỗ Văn Tỏa để tìm hiểu thêm những cái ứng viên như vậy đó. Chúng tôi có ghi nhận đầu tiên đó là thứ nhất là phụ nữ. Cái thứ hai là những người thuộc những cái nhóm mà minority rất là nhiều, thì anh Tỏ có thể phân tích thêm và để chúng ta có một cái tiến trình chọn lựa của người bình đẳng dân chủ như thế nào để có một cái ứng cử viên của phó tổng thống để giúp cho ông Joe Biden. Dạ thưa anh. Dạ thưa vâng, thì lúc ban đầu chúng tôi không nhắc tới là ông Biden trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông đã khẳng định ông sẽ chọn một người đàn bà làm phó tổng thống cho ông. Do đó quý vị thấy là danh sách chúng tôi đưa ra là gồm có 10 người đàn bà, không có người đàn ông nào hết. Và như anh Nhân nói rất là đúng, là ông muốn để chứng tỏ cái đó đó, thì cái người mà đứng phó cho ông đó, nhất là trong cái lúc này, và thưa anh Nhân, là ông Joe Biden đừng bị cáo buộc là có những hành động xâm phạm tình dục. Do đó khi mà chọn một người đứng phó đó, cái người này đó ngoài cái khả năng mà phải cần có, tại vì ở đây chúng ta cũng phân tích thẳng sự thật là ông Joe Biden đã rất là lớn tuổi, ông năm nay là 78 tuổi. Do đó cái người đứng phó với ông rất là quan trọng, tức là phải có đủ khả năng và cũng như trình độ để nếu có chuyện gì đó thì sẵn sàng nhảy vô làm việc. Do đó cái yếu tố về kinh nghiệm đó là một yếu tố rất là quan trọng. Do đó chúng tôi xin phép quý vị là được trở lại danh sách 10 người này, và chúng tôi sẽ xin liệt kê là những theo chúng tôi thì những người này là người nào có khả năng
nhiều nhất, thì chúng tôi xin phép được trở lại cái danh sách. Thứ nhất là bà Stacey Abrams, bà này là người gốc người Mỹ đen, do đó đã được những cái nhóm người Mỹ đen ngay ở trên quốc hội ủng hộ rất là mạnh. Tuy nhiên tôi thấy bà ấy có thể là sẽ không được chọn, lý do đó là bà không có kinh nghiệm nhiều, bà chỉ có làm dân biểu tại tiểu bang một thời gian và sau đó tranh cử chức vụ thống đốc. Bà đã không thắng được chức vụ thống đốc này, do đó tôi nghĩ về vấn đề mà kinh nghiệm để làm việc đó thì bà Stacey này không đủ. Người thứ nhì đó là bà Elizabeth Warren, năm nay 70 tuổi. Bà này đó thì rất có nhiều khả năng, tuy nhiên khi mà cái những cuộc mà tranh luận xảy ra đó thì bà đã chống đối ông Joe Biden rất nhiều, và nhất là cái chính sách chính của bà là Medicare for All, tức là bà và ông Sanders, cái đó thì ông Joe Biden thì là muốn giữ cái Obamacare, expansion of Obamacare. Do đó chúng tôi nghĩ là vì cái lý do là hai cái chính sách của hai người này không giống nhau, thành thử rất là khó có thể đứng lại với nhau. Người thứ ba là bà Kamala Harris, thì chúng tôi sẽ trở lại sau. Người thứ tư đó là bà Amy Klobuchar, thì chúng tôi sẽ trở lại về phần sau. Người thứ năm đó là bà Gretchen Whitmer, là bà đương hiện thời là governor của Michigan, thì chúng tôi thấy bà này có rất nhiều khả năng để có thể được đứng với ông Joe Biden. Tuy nhiên chúng tôi thấy là ông Joe Biden phải giữ bà này ở cái chức vụ thống đốc, tại vì đó là thống đốc Michigan, bà cũng có thể giúp ông Joe Biden thắng được ở Michigan và có thể thắng được ở Wisconsin, cũng như có thể thắng được ở những cái tiểu bang ở phía trên đó. Đó là những tiểu bang mà ông Joe Biden bắt buộc phải thắng nếu ông muốn thắng cử. Do đó tôi nghĩ là bà Whitmer sẽ đứng ở phía ngoài ủng hộ ông Biden, thì có thể là rất là hữu hiệu hơn là bà đứng chung trong danh sách với ông Joe Biden. Và người thứ sáu đó là bà Michelle Grisham, tức là hiện thời đứng là governor của Mỹ Tây Cơ. Bà này là được có hai cái yếu tố, tức là bà vừa có kinh nghiệm làm việc, tức là bà đã từng làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sau bây giờ hiện thời đứng làm governor, và thêm cái nữa đó, là bà là người gốc Latin, do đó có thể là sẽ thu hút được rất là nhiều phiếu của người Mỹ gốc Latin. Tuy nhiên bà này đó thì lại không có được nhiều người biết đến, tại vì bà chỉ có nổi tiếng ở New Mexico thôi, chứ còn trên toàn quốc thì bà không được tiếng tăm lắm, và do đó có thể là cái vấn đề mà gây quỹ cũng rất khó khăn. Đó là, và người thứ bảy là bà Masto, tức là bà Senator của tiểu bang Nevada, thì bà này cũng giống như là bà Grisham, là không được nhiều người biết đến. Do đó, mặc dù bà được ông Harry Reid ủng hộ rất nhiều, và bà cũng là một người gốc châu Mỹ Latin, tuy nhiên tôi nghĩ là bà không được nổi tiếng lắm, do đó cũng có thể là rất là khó khăn để giúp ông Biden kiếm được thêm phiếu. Người thứ 8 là bà Michelle Obama. Ông Joe Biden có nói là ông sẵn sàng, nghĩa là nếu bà Michelle đồng ý thì là ông sẵn sàng rất là vui mừng được đón tiếp bà vào trong liên danh. Tuy nhiên bà Michelle tuy không trực tiếp trả lời, nhưng mà qua các cộng sự viên của bà thì là tôi nghĩ là bà Michelle cũng sẽ không muốn đứng, cũng không có thuận tiện để ra tranh cử lúc này. Do đó bà Michelle, nếu ông Joe Biden có mời thì bà cũng sẽ trả lời là bà không tham gia. Và người thứ 9 là Tammy Duckworth, chúng tôi sẽ trở lại. Và người thứ 10 đó là bà Susan Rice. Bà Susan Rice này đó là chỉ được nhắc tới khi mà chúng ta thấy có cái vụ COVID-19. Do đó tôi thấy là cái cơ hội bà Susan Rice này, mặc dù bà là đàn bà và là người gốc African American, thì tôi thấy là cũng cơ hội cũng rất là ít. Do đó chúng ta còn lại có 3 người. Người thứ nhất là bà Kamala Harris, tức là hiện thời là thống đốc, hiện thời là thượng nghị sĩ của California. Người thứ nhì là bà Klobuchar, Amy Klobuchar, tức là thượng nghị sĩ tại tiểu bang Minnesota. Và người thứ ba là bà Tammy Duckworth, hiện thời cũng là đương là thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois. Ba người này đó tôi thấy là có nhiều cơ hội để được ông Joe Biden chọn, tại vì họ đều là những người có kinh nghiệm, nhất là bà Tammy Duckworth đó, là bà lại là một cựu chiến binh bị thương nặng,
và một người rất là được rất là nhiều huy chương, đã chiến đấu anh dũng trong cái chiến trường Iraq. Thì bà, đặc biệt là bà Tammy Duckworth, mẹ là người Thái Lan, do đó bà vừa là women mà vừa là minority women, thì đó là cái bảng phân tích của chúng tôi. Dạ thưa anh Nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về bà Kamala Harris đó, thì anh ghi nhận như thế nào khi bà cũng là một ứng cử viên để mà ra tranh cử với lại ông Joe Biden? Do đó nên cái sự chọn lựa nó có cái phần nào nó nghiêng về cho cái người thượng nghị sĩ ở California không vậy thưa anh? Dạ thưa tên bà Kamala Harris đó, thì là bà có thể là vừa lấy phiếu được cái black vote. Tuy nhiên đó, là tôi cũng hơi e ngại là tại vì trong cái cuộc tranh luận đó thì bà ấy chỉ trích ông Joe Biden rất nhiều về vấn đề immigration. Do đó ông Joe Biden phải có một cái trái tim rất lớn thì mới có thể quên được những cái đó. Do đó tôi nghĩ là đó là một trong cái trở ngại chính mà tôi thấy. Còn phần về bà Tammy Duckworth đó, thì bà ấy, nếu mà anh Nhân có dịp coi bà ấy nói chuyện, bà ấy cũng rất là aggressive. Thì và bà khi mà bà làm dưới làm việc tại tiểu bang Illinois thì cũng có xảy ra rất là nhiều việc bị thưa gợi, do đó cũng là một cái khó. Bà Klobuchar mặc dù đó là bây giờ được nhiều người biết đến vì bà tranh cử, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy bà có những cái công việc làm gì mà thực sự nổi lên để chứng minh. Tuy nhiên tôi thấy là trong ba người này đó, đến giờ phút này đó thì đều có cái cơ hội ngang nhau. Kính thưa anh Tỏa, khi mà chúng ta nói cái yếu tố mà minority, cái yếu tố mà có trong quân đội và cái yếu tố mà cựu chiến binh thì có thể đó là những cái yếu tố mà để cho người ta có một cái sự chọn lựa một cái ứng cử viên để mà tiếp sức với lại ông Joe Biden. Nhưng mà cái vấn đề mà gây quỹ thì như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa, tôi nghĩ là sớm lắm đó, thì cũng phải đến cuối tháng 6 hoặc là trong tháng 7 thì ông Joe Biden mới bắt đầu ra tuyên bố coi cái người nào sẽ là ứng cử viên phó tổng thống của mình. Hoặc là có thể ông có khi nhiều khi ông chờ đến cái đại hội đảng không chừng. Thì năm nay đó thì thưa anh Nhân, mọi cái việc mà mình phỏng đoán phân tích thông thường đó nó không trúng, tại vì cái đại dịch 19 này nó xảy ra. Do đó, đó là thực sự là tôi nghĩ là gần đến ngày bầu cử chúng tôi sẽ trở lại phân tích chi tiết hơn. Nhưng mà đến giờ phút này đó, thì nước Mỹ rất là bị chia làm hai phe rõ ràng. Tức là một phe tiếp tục ủng hộ ông Trump bằng mọi giá, và một phe khác đó thì nói là bây giờ ai lên cũng được ngoại trừ ông Trump. Do đó đến giờ phút này đó là tất cả những yếu tố khác đó, nó đều không quan trọng. Cái yếu tố quan trọng là cái đại dịch này nó sẽ kéo dài bao lâu, và 30 triệu người thất nghiệp này đó sẽ thất nghiệp đến bao giờ. Đó là những cái yếu tố mà sẽ gây chia nước Mỹ làm hai, và cả hai phe sẽ đều nghĩa là tranh đấu cho tới cùng để bảo vệ cái người ứng cử viên của mình. Đó là thành thực là đến giờ phút này, dạ thưa anh Nhân, rất là khó đoán, rất là phỏng đoán, và mọi sự phỏng đoán đến giờ phút này đó là sẽ có khuynh hướng là sẽ sai. Xin được cảm ơn anh Đỗ Quang Tỏ cho cái chương trình hôm nay rất là nhiều, và cảm ơn anh. Dạ thưa, xin cảm ơn anh Nhân và xin chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình của chúng tôi và ông Đỗ Quang Tỏa để tìm hiểu về bầu cử năm 2020. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi hy vọng sẽ được mời anh Tỏa trở lại với lại cái chương trình để mà chúng ta tiếp tục để mà tìm hiểu về những cái khó khăn hoặc là những cái gì sẽ xảy ra phía trước cho cái cuộc bầu cử, mà chúng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều vấn đề nguy hiểm khi mà tình báo của Nga, tình báo của Trung Cộng bắt đầu đi vào sâu trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin được cảm ơn và xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.